Ok, lại gặp nhau qua cái kênh của mình nữa. Rồi anh em ơi, chào mừng tất cả anh em đã đến với cái kênh Trải Nghiệm TV nha. Không biết anh em có khỏe không, nhưng mình là khỏe như trâu luôn á. Ở không ăn rồi, ngồi băm thoại mọi người chứ làm gì giờ, mùa dịch mà làm gì giờ. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các anh em một cái bảng phân tích điểm phần trăm của thuộc tính là từ khuôn 1 cho tới khuôn 5 F sắp kết nha các anh em. Để cho các anh em nhìn vào món đồ rồi liên tưởng tới là cái đó khảm vào khuôn mấy như ví dụ là khuôn 1 là bao nhiêu phần trăm, khuôn 2 bao nhiêu phần trăm, rồi dần dần may may tới khuôn 5 là bao nhiêu phần trăm. Thì hôm nay đi thẳng vô vấn đề luôn. Thì trước tiên thì các bạn phải biết sơ qua về cái hệ thống F-Socket mình sẽ chia sẻ luôn. Thì F-Socket mình đã có làm clip rồi và có hướng dẫn các bạn tạo hạt nguyên tố rồi và những vật phẩm. Nhưng hôm nay mình sẽ nhắc lại tổng quan thật là nhanh luôn. Khi các bạn muốn ép được một cái món đồ lên socket thì các bạn phải có hạt nguyên tố. Và nguyên tố làm sao để có thì các bạn phải chuẩn bị vật phẩm là một vật phẩm S cộng 4 trở lên và một món đồ ANC. Thì món đồ đó được gọi là món đồ thằng Bắc Kỵ, cái quần đùi gì cũng được nhưng cộng 4 trở lên, và một đá tạo hóa còn gọi là đá Harmony, một viên trao, một viên cà ghe và một số gen nho nhỏ để mình ép ra hạt nguyên tố nha các anh em. Và các bạn ép ra thì tùy theo phẩm chất của các bạn ép ra được món gì thì lấy món đó, như ví dụ là có thể ra lửa nè, nước nè, đất nè, gió, sét và băng, tùy theo thuộc tính và tùy theo nhân phẩm của các bạn. Ra những cái gì thì lấy cái đó thôi. Và mình sẽ đọc qua những thông số cơ bản của từng viên nguyên tố cho các anh em xem nhanh. Thì viên lửa mình được tấn công ma lực nè, tấn công mát đam của ma lực và giảm lượng anh ghi hao tốn. Còn viên nguyên tố nước thì là tỷ lệ thủ thành công nè, tăng phòng thủ nè, tăng chống đỡ nè, giảm đam và phản đam. Còn viên đất là viên tăng thể lực, mà hầu như trong cái game Devilmu là viên đất nó có giá trị nhất và quyền lực nhất game luôn. Ai có nó rồi coi như là có một miếng đất xéo á mọi người. Mà đậu sao nó biết miếng đất xéo là miếng gì, mà ai cũng phải cài trên miếng đất xéo hết. Và tiếp tục là cái viên nguyên tố gió nha. Nguyên tố gió thì nó được phục hồi HP nè, thêm HP, thêm mana, phục hồi mana, thêm Anh-ghi và phục hồi Anh-ghi nha. Và cái viên sét thì nó tăng sát thương tối đa nè, tăng tỷ lệ ra đòn tối đa nè, tăng sát thương chí mạng, tăng đòn sát thương chí mạng. Tiếp tục là viên băng cũng là viên cuối cùng, đó là tăng tấn công tuyệt chiêu nè, tăng tỷ lệ chính xác nè, tăng hồi mana khi giết quái nè, tăng HP khi giết quái nè, và tăng độ bền cho vật phẩm. Và đó là một số thông tin về hạt nguyên tố nha. Và tiếp tục là các bạn muốn vào khuôn của nguyên tố thì các bạn phải chọn một cái khuôn tùy theo số tiền của các bạn, từ khuôn 1 cho tới khuôn 5. Thì các bạn chọn một viên nguyên tố bất kỳ nè, chọn một khuôn bất kỳ nè, và trao cờ ghe và một số gen nữa nha. Và đây là bảng thống kê thuộc tính của từng viên của từng khuôn, là từng khuôn 1 cho tới khuôn 5.
Và kế tiếp là khi các bạn đã ép socket vào trang bị mà kiếm được cái dòng bonus á, cái dòng bonus á thì các bạn phải khảm theo thứ tự nha. Như ví dụ là các bạn khảm vào kiếm cung chùy trượng gì đó thì nguyên tố đầu tiên là phải lửa nè, sét nè, băng nè là nó sẽ ra là tăng sát thương cộng 11 nè. Và nếu mà là sét, băng và lửa thì nó là tăng tấn công tuyệt chiêu. Còn đối với gậy mà nguyên tố lửa, sét và băng thì nó tăng tấn công ma lực. Còn là sét, băng và lửa là tăng tấn công tuyệt chiêu. Còn khảm vô áo quần thì các anh em cứ khảm là nước, đất, gió là sức chống đỡ nha. Còn mà đất, gió, nước á, thì tăng lượng HP. Và tổng quan cái bảng thuộc tính của socket thì nó có như vậy thôi. Và một cái tổng kết cuối cùng, những anh em nào muốn trải nghiệm thì hãy tìm đến socket, vì là socket nó có thể là nhân đam lên gấp bội lần với thuộc tính cơ bản. Như ví dụ mà vũ khí được ép socket thì nó tăng lên rất là nhiều lần, hoặc là trang bị được ép socket là nó sẽ có sức chống đỡ, có sức hồi mana HP tăng lên rất là nhiều lần. Vì vậy cái đó là chính là nguồn hút máu của các anh em dân cài và game thủ. Nên các anh em nào mà có ý định mà chơi khảm socket thì hãy đầu tư mạnh. Còn nếu mà không chơi á thì mua hoặc là chơi trải nghiệm cũng được. Mà lưu ý là cái này là một cái nguồn hút máu cực kỳ hút máu hơn cô Tết đó nha các anh em. Vì là ép, tỷ lệ ép cực kỳ khó, phần trăm xịt cực kỳ cao và kiếm nguyên liệu thì cực kỳ là gian nan luôn. Và là tổng kết một cái thuộc tính của socket gửi đến cho các bạn chỉ có bấy nhiêu thôi. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha. Bye bye.